Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lưu Thị Nhài, hiện đang là giám đốc thương mại của công ty Một Số Quốc Tế. Nhân dịp xuân về, tôi xin kính chúc toàn thể ban lãnh đạo công ty cùng tất cả các anh chị em và các khách hàng một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Ngày hôm nay tôi rất là vui và tự hào được ngồi đây để chia sẻ sự thành công của mình trong công việc mình đang làm tại công ty Một Số Quốc Tế. Để có sự thành công trong công việc mình đang làm như ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rằng là mình rất là vui, rất là hạnh phúc được biết đến dòng sản phẩm MD The Matic. Dòng sản phẩm MD The Matic đã mang đến cho tôi một làn da tươi, trẻ, đẹp hơn. Chính điều đó đã làm cho trong cuộc sống của tôi tự tin hơn. Tôi mong rằng dòng sản phẩm này sẽ được lan tỏa đến cho tất cả mọi người trong cộng đồng để biết đến và dùng sản phẩm và sẽ được trẻ đẹp tự tin giống như tôi. Tôi yêu sản phẩm MD The Matic, tôi yêu công ty Cuộc Sống Quốc Tế. Chính vì điều đó đã dẫn tôi đến sự thành công ngày hôm nay. Tôi làm được, bạn làm được,